người ta tìm thấy một lăng mộ nữa ở Ai Cập đấy, tớ xem trên TV. Tớ cũng xem rồi, nhìn mấy xác ướp đứng canh gác, hay thật đấy. Bị băng quần kín mít như thế, sao họ không thấy nóng nhỉ? Hay bọn mình bắt trước, xem có nóng không đi. Đầu tiên, phải tìm vải trắng đã. Nghỉ tay, tớ phải uống nước đã. Tớ cũng phải đi vệ sinh nữa. Kiếm đâu ra vải trắng bây giờ? Nghĩ ra rồi, giấy vệ sinh này có thể dùng thay vải. Cậu tốn giấy quá Bo ơi. Tại cuộn giấy này bé, chứ người tớ hơi bị mảnh mai đấy. Xong rồi, xác ướp Bo đã hoàn thành. Cậu đâu rồi? Tớ chẳng nhìn thấy gì cả. Thế mới giống xác ướp chứ, tớ sẽ đóng vai nhà thám hiểm đài 3. Không được, làm xác ướp xấu lắm, đổi vai đi. Còn lâu nhé. Aha, xác ướp Bo đã trở thành xác ướp. Ái ui. Nghịch thế không biết, lại còn lãng phí giấy nữa. Mấy cậu có biết giấy làm từ gì không? Giấy làm từ giấy đúng không? Không phải, giấy làm từ cây. Thật á, cây trong rừng có lá xanh, có rễ ấy hả? Đúng vậy, để làm ra giấy vệ sinh, người ta phải chặt đi một vài cái cây đấy. Vậy mà các cậu lại dùng giấy để nghịch. Tớ xin lỗi vì đã lãng phí như vậy. Còn Bo nữa nhé, tớ thấy mỗi lần đi vệ sinh, Bo lấy rất nhiều giấy. Lấy thế chùi mới sạch chứ, tớ sợ bẩn lắm. Tớ nghĩ Bo nên dùng vòi xịt thì vừa sạch vừa tiết kiệm giấy. Mà nếu dùng giấy, Bo cũng chỉ nên lấy vừa phải, cỡ 5 đoạn giấy một lần thôi. Ừ, tớ đã hiểu rồi. Xác ướp Bo thu giấy, còn nhà thám hiểm Bin lau nhà đi, tớ sẽ phụ giúp.